Gieo trồng căn lành, mà ở trong vô lượng kiếp gieo trồng căn lành mới có sự thành tựu ở đời này. Bất quá vì ăn nhiều cơm quá, mặc y phục nhiều quá, ngủ nhiều quá cho nên đã quên hết sạch nhân duyên trong quá khứ, không còn nhớ nữa cho nên bây giờ nghe kinh Hoa Nghiêm cảm thấy chẳng tự nhiên, nghe cũng nghe không hiểu, nhìn cũng nhìn không minh bạch. Nhưng không sao, chỉ cần tinh tấn dũng mãnh, đến lúc nào đó tự nhiên sẽ thông đạt vô ngại. Do đó có câu công đáo tự nhiên thành. Các vị phải biết nhân đạt quả, minh bạch nhân quả, đừng có sai lầm nhân quả, vấn đề của thế giới tự nhiên sẽ tiêu diệt. Giống như hiện tại thuyền nhân Việt Nam, tại sao họ trôi nổi trên biển, các nước không cho nhập cảnh, có những người bị chết trên biển, hoặc có những người bị cướp bóc đánh đập vân vân. Ở trong biển nguy hiểm vạn phần, mạng sống rất mong manh, cầu trời trời không ứng, gọi đất đất không linh. Tại sao có bi kịch này? Vì họ ở trong quá khứ đã từng giết người phóng lửa, cho nên đời này thọ quả báo này, nhân quả tơ hảo không sai. Do đó có câu trồng nhân gì được quả đó. Thiện nam tử, ta vì tùy thuận tâm chúng sinh, ta vì thành thục chư thiên đồng tu hành trên cùng trời đâu xuất, ta vì thị hiện phước trí biến hóa trang nghiêm của Bồ Tát hơn hẳn tất cả các dục giới, vì khiến cho họ xả lìa các dục lạc, vì khiến cho biết hữu vi đều vô thường, vì khiến cho biết chư thiên có thạnh tất có suy, vì muốn thị hiện sắp hàng sinh thời đại trí pháp môn với nhất sinh bổ xứ Bồ Tát cùng đàm luận, vì muốn nhiếp hóa các đồng hành, vì muốn giáo hóa những người còn sót lại của Đức Thích Ca Như Lai, khiến cho họ đều khai ngộ như hoa sen nở, khi mạng chung sẽ sinh về cõi trời đâu xuất. Thiện nam tử, ta vì tùy thuận tâm chúng sinh, ta vì thành thục chư thiên đồng tu hành trên cung trời đâu xuất, khiến cho họ tin sâu tam bảo, hành Bồ Tát đạo. Ta thiết bày thân xứ địa để thị hiện, khiến cho chúng sinh biết Bồ Tát làm thế nào đắc được phước đức, làm thế nào đắc được trí huệ, làm thế nào mới có thần thông biến hóa, làm thế nào mới có thể trang nghiêm cõi Phật, làm thế nào vượt qua chư thiên dục giới, khiến cho họ buông bỏ hết thảy dục lạc, không tham cầu khoái lạc giả dối. Vì làm như thế là bỏ giác hợp với trần lao nhiễm ô, phải tìm cầu khoái lạc chân chánh. Làm như thế là bỏ trần hợp với giác ngộ thanh tịnh, vì khiến cho biết tất cả pháp hữu vi đều vô thường, vô ngã, khổ không. Phải biết pháp vô vi là thường lạc ngã tịnh, vì khiến cho họ biết chư thiên có năm hiện tượng suy, khi hưởng hết phước trời thì phải đọa lạc thọ khổ trong luân hồi sinh tử. Bồ Tát Di Lặc lại nói, ta vì muốn thị hiện sắp hàng sinh thời đại trí pháp môn với nhất sinh bổ xứ Bồ Tát cùng đàm luận hạnh của Bồ Tát tu, ta vì muốn nhiếp thọ giáo hóa các bạn đồng tu hành cùng với ta thuở xưa, độ thoát họ thoát khỏi ba cõi, vĩnh viễn dứt sinh tử, không còn thọ khổ trong luân hồi nữa. Ta vì giáo hóa những chúng sinh còn sót lại của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta vì chờ đợi họ cho nên trụ ở trong đại lầu các báu này, khiến cho họ đều khai ngộ, đắc được đại trí huệ như hoa sen nở, khi mạng chung thì đều sinh về cõi trời đâu xuất. Phàm là Phật Bồ Tát đều sinh ở trên hoa sen lớn, đây là biểu thị khai ngộ. Nếu chẳng khai ngộ thì chẳng có tư cách ngồi trên tòa sen. Bạn muốn ngồi trên tòa sen chăng? Trước hết phải siêng năng tinh tấn, đừng có giải đãi, đừng có phóng dật. Sự chướng ngại lớn nhất của sự tu đạo là lười biếng. Do đó có câu đừng sợ chậm, chỉ sợ dừng lại, dừng lại dừng lại, làm sao mà đến đích được. Các bạn hãy nghiên cứu kỹ xem, đây là đạo lý nói về kinh nghiệm. Có người nghĩ tôi tu hành rất nhiều năm, tôi muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Một khi bạn nghỉ ngơi thì công đức tu lúc trước hoàn toàn mất sạch. Cho nên người tu hành thời khắc không nên giải đãi, lười biếng, phải từ từ luôn tinh tấn. Do đó có câu qua núi có con đường riêng là lối tắt, biển pháp không bờ khổ làm thuyền. Nên nhớ, trồng trọt một phần thì có một phần thu hoạch, trồng trọt 10 phần thì có thu hoạch 10 phần, chẳng chịu trồng trọt thì chẳng có thu hoạch. Dùng một phần sức lực thì đắc được một phần giá trị, dùng 10 phần sức lực thì đắc được 10 phần giá trị. Sự việc trong trời đất chẳng có gì không bỏ công sức mà có sự thu hoạch. Có người nói bạn muốn tu hành thì nhất định phải đấu tranh với ma. Kỳ thật không cần đấu tranh, chỉ cần nhẫn nại. Tôi thường nói với các vị, nhẫn là báu vô giá. Mọi người xử không tốt, nếu hay dùng được nó, mọi việc đều tốt đẹp. Cho nên người tu hành phải tu nhẫn nhục ba la mật, hay sinh nhẫn, hay pháp nhẫn, thì tự nhiên sẽ chứng được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Các vị đừng có học Phật nhiều năm, toàn thân đều có bom nguyên tử nổ bất cứ lúc nào. Phải dùng chữ nhẫn để khắc phục sự nóng giận. Do đó có câu
nghịch đến thì thuận mà thọ nhận. Nếu bạn có công phu này thì bất cứ gặp sự việc gì không như ý cũng đều nhẫn trong tâm. Cổ nhân có nói, trên đầu tướng quân có ngựa đi, trong bụng tể tướng có ghe chạy. Đây là biểu thị khoan hồng đại lượng có công phu hàm dưỡng. Các vị đừng có quở trách người khác, đừng có đàn áp người khác. Đều là sư huynh sư đệ với nhau, đời này có duyên với nhau nên mọi người mới cùng tu hành với nhau tại một chỗ. Phải giữ vững tông chỉ, có người khinh thường tôi phải nhẫn nại. Tục ngữ có câu, nhẫn phiến khắc phong bình lãng tịnh, thối nhất bộ hài khoát thiên không. Ngàn vạn đừng có đấu tranh với người khác, đừng có học danh từ mới, đấu tranh mới có thể sinh tồn. Đây là quan niệm sai lầm, đừng có tư tưởng như thế. Các bạn hãy nhìn xem, Atula suốt ngày đến tối đều đấu tranh. Hiện nay là thời đại đấu tranh kiên cố, tất cả đều đang đấu tranh, người với người đấu tranh, nhà với nhà đấu tranh, nước này với nước kia đấu tranh, thế giới với thế giới đấu tranh. Tóm lại, tất cả đều đang đấu tranh với nhau. Đấu tranh thật là đáng thương xót, khiến cho nhà tan người mất, làm cho đất nước điêu tàn, cuối cùng không thể tưởng tượng được. Chúng ta không những không nói đến hai chữ đấu tranh mà tư tưởng đấu tranh cũng đừng sinh khởi. Tất cả đều phải nhẫn, chữ nhẫn thắng chữ đấu tranh trăm ngàn lần. Nếu không dùng nhẫn thì sẽ đấu tranh với ma, đấu tranh tới đấu tranh lui, cả hai đều bại vong. Hãy xem và đối đãi ma giống như là Phật. Có người nói, đây chẳng phải là hỗn tạp chăng, Phật ma bất phân, làm sao được? Chẳng phải nếu bạn xem ma là Phật thì ma cũng không thể biến thành Phật, vì tất cả do tâm tạo, tâm chuyển vật được, từng chút cảm hóa khiến cho ma sửa lỗi làm mới. Ma vương cũng thọ sự giáo hóa của Phật, cho nên bất tất dùng các cường vô minh để đấu tranh với ma. Nếu đấu tranh với ma thì bạn chắc chắn sẽ thất bại. Thiện nam tử, khi nguyện của ta đầy đủ, thành nhất thiết trí thì ngươi và Bồ Tát Văn Thù đều được thấy ta. Thiện nam tử, khi nguyện của ta viên mãn đầy đủ, thành tựu nhất thiết trí, đắc được Bồ Đề, thành Phật thì lúc đó ngươi và Bồ Tát Văn Thù đều được thấy ta. Thiện nam tử, ngươi nên đi qua chỗ thiện tri thức Văn Thù Sư Lợi mà hỏi rằng, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào mà vào hạnh môn phổ hiền, làm thế nào được thành tựu, làm thế nào được rộng lớn, làm thế nào để tùy thuận, làm thế nào được thanh tịnh, làm thế nào được viên mãn. Thiện nam tử, ngài sẽ vì ngươi phân biệt diễn nói. Thiện nam tử, ngươi nên đi qua chỗ thiện tri thức Văn Thù Sư Lợi mà hỏi rằng, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào mà vào hạnh môn Bồ Tát phổ hiền, làm thế nào được thành tựu Bồ Tát đạo, làm thế nào phát được tâm Bồ Đề rộng lớn, làm thế nào tùy thuận được tất cả chúng sinh, làm thế nào được thanh tịnh thân tâm, làm thế nào được viên mãn hạnh nguyện. Thiện nam tử, Bồ Tát Văn Thù sẽ vì ngươi phân biệt diễn nói. Tại sao? Vì ngài Văn Thù Sư Lợi có đại nguyện, chẳng phải vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha Bồ Tát khác có được. Thiện nam tử, Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hạnh của ngài rộng lớn, nguyện của ngài vô biên, sinh ra tất cả công đức Bồ Tát không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường làm mẹ của chư Phật vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha, thường làm thầy của Bồ Tát vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, danh đồn nghe khắp mười phương thế giới, thường ở trong chúng của tất cả chư Phật làm thuyết pháp sư, được tất cả Như Lai khen ngợi, chủ trí huệ thâm sâu, thấy được tất cả các pháp như thật, thông đạt tất cả cảnh giới giải thoát, chốt giáo các hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu hành. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có đại nguyện, chẳng phải vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha Bồ Tát khác có được. Thiện nam tử, Văn Thù Sư Lợi đồng tử, hạnh nguyện của ngài rộng lớn vô biên, sinh ra tất cả công đức của Bồ Tát không ngừng nghỉ. Thiện nam tử, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường làm mẹ của vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha chư Phật, thường làm thầy của vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha Bồ Tát, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh, cho nên danh đồn nghe khắp mười phương thế giới, hết thảy chúng sinh đều biết danh hiệu của ngài, thường ở trong chúng của tất cả chư Phật làm thuyết pháp sư, được tất cả Như Lai khen ngợi. Ngài trụ nơi trí huệ thâm sâu, thấu triệt đáy nguyện của pháp, biết nơi rốt ráo, thấy được thật tướng lý thể của tất cả các pháp như thật, thông đạt tất cả cảnh giới giải thoát, rốt ráo các hạnh của Bồ Tát phổ hiền tu hành. Thiện nam tử, Văn Thù Sư Lợi đồng tử là thiện tri thức của ngươi, khiến cho ngươi được sinh vào nhà Như Lai, dưỡng lớn tất cả các căn lành, phát khởi tất cả pháp trợ đạo, gặp được chân thật thiện tri thức, khiến cho ngươi tu tất cả công đức vào tất cả giới nguyện, trụ tất cả đại nguyện, vì ngươi nói tất cả pháp bí mật của Bồ Tát, hiện tất cả hạnh khó nghĩ bàn của Bồ Tát, đồng sinh đồng hạnh với ngươi thuở xưa, cho nên thiện nam tử, ngươi đi đến chỗ Bồ Tát Văn Thù, đừng sinh tâm nhàm mỏi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sẽ vì ngươi nói tất cả công đức.
Thiện nam tử, văn thủ sư lợi đồng tử, ngài là thiện tri thức chân chánh của ngươi, là thầy giáo thọ của ngươi, ngài khiến cho ngươi được sinh vào nhà Như Lai, dưỡng lớn tất cả các căn lành, phát khởi tất cả pháp trợ đạo, gặp được chân thật thiện tri thức, khiến cho ngươi tu hành tất cả công đức, vào đời tất cả lưới đại nguyện, trụ nơi tất cả đại nguyện. Vì ngươi nói tất cả pháp bí mật của Bồ Tát, thị hiện tất cả hạnh khó nghĩ bàn của Bồ Tát. Bồ Tát văn thủ sư lợi là thiện tri thức của ngươi, là bạn đồng tu, đồng sinh đồng hạnh với ngươi thuở xưa. Vì vậy cho nên thiện nam tử, ngươi hãy đi đến chỗ Bồ Tát văn thủ, ngươi đừng sinh tâm nhảm mỏi. Kỳ thật, ngươi bỏ gần cầu xa đi tới đây, tìm đến chỗ đại lầu các bóng của ta, nhân duyên giữa ta và ngươi chẳng sâu bằng giữa ngươi với Bồ Tát văn thủ sư lợi. Bồ Tát văn thủ sư lợi sẽ vì ngươi nói tất cả công đức. Tại sao vậy? Vì trước hết, ngươi gặp được các thiện tri thức, nghe hạnh Bồ Tát vào môn giải thoát đầy đủ đại nguyện, đều nhờ oai thần lực của Bồ Tát văn thù. Tại sao vậy? Vì trước hết, ngươi gặp được các thiện tri thức, nghe được hạnh của Bồ Tát tu hành và được môn giải thoát đầy đủ đại nguyện, đều nhờ oai thần lực của Bồ Tát văn thù sư lợi thị hiện cho cảnh giới để giáo hóa ngươi. Bồ Tát văn thù sư lợi ở tất cả mọi nơi đều được rốt ráo. Bồ Tát văn thủ sư lợi ở tất cả mọi nơi, đối với tất cả pháp đều được nơi rốt ráo. Bồ Tát văn thủ sư lợi trong quá khứ đã thành Phật, Bồ Tát Di Lặc là vị Phật tương lai. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe Bồ Tát Di Lặc nói rồi, biết mình đã đi qua 110 thành, tam phương nhiều vị thiện tri thức như vậy, nguyên lai đều là Bồ Tát văn thủ sư lợi thị hiện. Thiện tài đồng tử biết mình háo cao vũ viễn, bỏ gốc tìm ngọn, đi qua rất nhiều con đường, đi khắp nơi tìm cầu thiện tri thức, thưa hỏi làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Nguyên lai thiện tri thức chân chánh, tức là vị thiện tri thức ban đầu đã gặp qua, đó là Bồ Tát văn thủ sư lợi. Thiện tài đồng tử đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, có cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa, sau đó tự tạ mà đi hướng về nước Phổ Môn thành Tô Ma Na, lại tiếp tục tham phương Bồ Tát văn thủ sư lợi. Thỉnh giáo pháp yếu cần biết, ở trên là cảnh nhiếp đức thành nhân tướng, ở dưới bắt đầu giải thích sơ về tướng trí chiếu không hai. Trong phẩm vào pháp giới phần làm năm tướng: một, phó thác bậc tu hành tướng, tính ra có 41 vị thiện tri thức, có cả Bồ Tát văn thù. 2. Hội duyên vào thật tướng, tính ra có 11 vị thiện tri thức, 50 tham hữu,